Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Kenmi Vlog của mình nha. Đến hẹn lại lên, mỗi năm nhà mình đều ra quầy để bán Tết nha. Nhà mình chỉ bán thời vụ thôi, bán một tháng một là tới ngày 30 là nghỉ, chứ không có bán quanh năm nha. Để quay sơ bộ cửa hàng của mình cho các bạn xem. Năm mới xin chúc cho tất cả mọi người một năm mới làm ăn phát tài nha, sức khỏe dồi dào. Rồi bây giờ mình sẽ sơ lược qua cửa hàng mình cho các bạn xem nha. Tháp tỏi, cửa hàng Ngọc My có bán tháp tỏi nha, đủ loại nha, 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, rồi đủ kích cỡ hết, đủ kiểu luôn. Bán dĩa ngũ cốc, cầu tài lộc, cầu may mắn nha. Có bán bông cẩm bình để bàn, đủ loại từ nhỏ tới lớn có đủ nha. Có bán pháo điện, pháo mô hình. Pháo điện là có ghim điện vô nó nổ, còn pháo mô hình là nó không có nổ nha, nó chỉ có hình ảnh thôi. Lan bình. Rồi cái này là dĩ để cặp vách tường nha, để sát vô vách tường. Lan treo tường, đèn lồng, trang trí nhà là đèn lồng. Đang bung đèn lồng ra, đèn lồng có nhiều mẫu lắm. Đào cắm vô bình, đủ loại, đủ màu. Đào này để mình cắm vô trong bình chưng á. Năm nay mình có bổ sung thêm những mặt hàng nhập cao cấp. Bông sen cấm bình nha, sen này sen Thái nha, rất là mắc tiền. Để khi nào cấm bình xong rồi mình sẽ quay lên để đăng lên. Có những cây bông mai chậu nhỏ này nha, trăm mấy hai trăm nè. Đây có cây dừa nhỏ luôn, cây cao nhỏ luôn. Rồi có huệ luôn, huệ cấm bình có luôn.
ly luôn, có bông ly nữa nè. Bông này bông mới của năm nay nè, bông này mai nhưng mà kiểu mới. Đào phai chứ chậu nhỏ. À, mấy cái cây đã nhánh đào đồ cắm vô cái bình kiểu gì nè. Ngoài ra mình có bán liễn hay là chậu lụ bonsai. Ra có bán cây cành vàng lá ngọc. Cành vàng lá ngọc. Cây nhỏ cũng có nè, cây vừa vừa cũng có nè. Cành vàng lá ngọc hôm nay mình không có làm cây bự. Những chậu mai bonsai để bàn là để cái này cho để dưới đất quá, nó hơi cao. Rồi có bán thêm liễn nha, liễn treo phường, liễn treo trước nhà nè, liễn lớn nè. Liễn lớn. Rồi năm nay cửa hàng mình có thuê một người vũ công. Đây, người vũ công đang đứng múa kìa. Đây. Đó, ghê chưa? Cái chị này là hổm gài, là lúc trước bà bán thịt heo mà sao hổm gài thấy bà lạ lạ, không biết có gì không. Đây mặc đồ lính nha. Thôi quay về chuyên môn chút xíu vậy chưa, quay về chuyên môn chút. Mình có bán đủ các loại liễn với cục vàng, ông thần tài, trái bưởi tài lộc, sâu vàng, sâu chừng mười mấy ngàn, 20 ngàn. Rồi những cái trái trâu, trái trâu này nhỏ xíu ăn nha. Rồi đồng tiền với sâu pháo, giống như pháo chuột hồi xưa vậy. Rồi, có bán hình phước lộc thọ dán tường ha, dán vô cửa kiến đâu nè, để trang trí nhà tết. Đây là những sâu bự nè, để treo hai bên nhà. Đây, có bán liễn nhỏ nhỏ nè. Chúc mừng năm mới, tiền vô như nước, tấn tài tấn lộc, đủ loại chữ nha, chữ kiểu nào cũng có, vàng vô đầy nhà. Ngoài ra cửa hàng mình có nhận đặt bông cắm bình theo yêu cầu nha, cỡ nào cũng có, đủ loại từ nhỏ tới lớn. Đây là những bông mình chưa có ra, đang ra. Mình xin tạm kết thúc video ở đây nha các bạn. Các bạn hãy hoan hỷ đăng ký kênh Mi Vlog của mình để quản vào cái chuông. Khi mà mình đăng video mới thì sẽ có thông báo để cho các bạn xem ha. Mình sẽ ra nhiều video cắm bình, cắm hoa. Năm nay khách hàng đặt nhiều, cỡ lớn nhiều. Thì mình sẽ đăng để sẵn chia sẻ cách cắm cho các bạn nào muốn tự cắm thì tham khảo video của mình nha. Đây giống như cái bình này nè, cắm rất đẹp nha. Đó, cắm lên những cái cành
hoa đào, hoa này hoa kia ha. Đây rồi, xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ nha, làm ăn phát tài, tiền vô như nước. Xin tạm biệt.